và bây giờ sẽ là nhân tố tiếp theo, và chắc chắn đây chính là một trong những đối thủ rất nặng ký dành cho những thí sinh còn lại, bởi vì anh ấy đã có 31 năm kinh nghiệm trong nghề, một kinh nghiệm rất là dày dặn. Xin chào đón anh Văn Sâm. Và hiện tại thì anh Sâm đang là giảng viên của trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. À, mà không biết là ngày hôm nay anh ấy sẽ thể hiện tài năng của mình ra sao với những môn đạo cụ về nhạc dân tộc. Nhưng mà bây giờ hãy lựa chọn đi ạ. Một trong ba vị giám khảo này, ai theo sự dự đoán của anh sẽ là người dành cho mình số điểm cao nhất ạ? Và nhạc cụ dân tộc đó ha. Anh đã có sự lựa chọn của riêng mình. Nào, anh khoe cho quý vị khán giả cùng thấy. Cảm ơn anh Văn Sâm rất nhiều. Và Double xin được phép thay mặt anh Văn Sâm giữ lại bản tên này. Và bây giờ chờ đợi gì nữa? Xin mời anh lên sân khấu. Anh, trong các loại đàn thì anh biết đánh đàn gì? Anh có sở thích chọc đàn ông. Chọc đàn ông có liên quan gì tới cái đàn mà quýnh là gãy móc đâu? Không, đàn ông. À, đàn ông á hả? Vô ve. Như vậy thì cũng chưa có vừa gì với lại anh Văn Sâm. Đương nhiên. Bởi vì anh Văn Sâm biết chơi rất là nhiều loại đàn, đặc biệt là đàn dân tộc. Chơi đời gì nữa nào? Xin mời quý vị, thời khắc hội ngộ bắt đầu! Nhưng mà vẫn phải đúng nốt, cả hai tay đều phải phối hợp với nhau rất là nhịp nhàng.
Mô Cun xin được chúc mừng cho anh Văn Sâm với một phần trình diễn phải nói là cái cũ nằm trong cái mới, mà cái mới nó trộn lẫn vô cái cũ, cái truyền thống nó cộng với cái hiện đại. Làm sao mà anh có thể làm được cái điều đó? Lời đầu tiên Sâm xin gửi lời chào tới báo vị giám khảo cũng như các khán thính giả. Sâm thì chỉ muốn là làm mới một chút về các tác phẩm của âm nhạc truyền thống. Yeah. Mình phối mới một chút, có một món ăn mới thì cũng mình cũng thử sức thôi. Song song với cái việc mình làm một số tác phẩm mới thì mình vẫn dạy các em học sinh, mình cũng vẫn trau dồi những cái bài bản cổ của cụ ngày xưa để lại. Cái nhạc cụ này gắn bó với Sâm hơn 20 năm rồi. Và chất liệu nó làm như thế nào ạ? Đàn của thì cũng bằng gỗ mít, mặt da thì bằng mặt da kỳ đà. Đây là dùng vĩ của lốc đuôi ngựa. Yeah. Rất là bản sắc dân tộc. Thời gian gần đây thì thấy giám khảo Nam Thư đầu tư khá nhiều vào những bộ phim mang phong cách cổ trang, thì liệu rằng là chất xúc tác vừa rồi có tạo cảm hứng cho giám khảo Nam Thư không ạ? Thật sự khi anh bước ra sân khấu mà em ngồi em nghe thì thật sự là nó chạm vào trái tim em. Trước giờ em cũng được coi tất cả mọi người biểu diễn những cái nhạc cụ trên sân khấu, chứ bao giờ em được coi live như thế này cả. Và anh có một cái thần thái khủng khiếp. Cho dù ở dưới kia vũ đoàn hỗ trợ như thế nào, nhưng em chắc chắn một điều, anh Long và chị Oanh, đặc biệt khán giả xem truyền hình thì chỉ tập trung vào một mình anh thôi. Em là một người làm phim cổ trang thì tất nhiên là tất cả các bài nhạc phim em đều phối theo phong cách ngũ cung. Em nghe em rất là thích, em nghe cái bản phối của anh nó đúng như là Bảo Quân nói, hiện đại và dân gian nó mix vào nhau. Và em rất mong rằng sau cái chương trình này thì nhiều người sẽ biết tới anh hơn, anh sẽ có nhiều học trò hơn, nhiều người để truyền nghề hơn. Và đặc biệt chúc cho anh luôn có sức khỏe. Và em rất chờ đợi anh ở những vòng sau. Dạ, em cảm ơn ạ. Xin cảm ơn giám khảo Nam Thư. Em chào thầy giáo. Em rất là ngưỡng mộ anh và cũng rất là khâm phục. Thần thái thì không nói rồi, bởi vì sau lưng anh là bao nhiêu học trò. Thì cái điều đó là cái mà như thế nào anh mới là thầy giáo của một trường âm nhạc. Ở góc độ hài hước thì em có thể nói là như thế này. Cái đàn của anh á, nó giống như một cái cung tên, một dây và một cây. Mà may là anh thầy giáo dạy và đánh nhạc. Chứ nếu anh là xạ tiễn đó thì mấy ngàn quân địch cũng không có nhầm nhò, bị vì cái tay của anh nó dễ sợ búng 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 búng. Cho nên quân ta toàn thắng. Dạ, cảm ơn chị Kiều Anh. Và lý do Hải Đô Bơ muốn nhường cái phần nhận xét của giám khảo nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long lại phần cuối, bởi vì nghệ sĩ giám khảo Kim Tử Long chính là sự lựa chọn và dự đoán của anh Văn Sâm. Wow. Sẽ giành số điểm cao nhất. Ủa anh phi dễ em với Thư không dành cho anh tình cảm đặc biệt hay sao? Em thực sự là em với lại là... Thư không đủ sắc đẹp để quyến rũ anh sao? Dạ đúng rồi. Mà anh chọn anh Long thôi, đi về Thư. Tại vì anh chọn già em ơi. Trước tiên là anh muốn hỏi Sâm năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 36 ạ. 36 mà vào nghề 31 năm. 6 tuổi là vào học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Em có đi đờn cho một cái chương trình hay một cái đoàn nghệ thuật nào hay không? Ngoài giảng dạy thì em cũng đi biểu diễn rất là nhiều, đi cả quốc tế nữa. Và đi tuần lễ văn hóa Việt Nam tại các nước, mình cũng được chọn lựa đi. Anh muốn hỏi cái điều đó để anh muốn nhấn mạnh rằng đất nước Việt Nam ta có rất nhiều tài năng, con người cũng như về cảnh vật, mà thế giới phải công nhận Sâm là một hiện tượng mà theo anh nghĩ là trong cái dàn nhạc dân tộc của Việt Nam mình á, cần tôn vinh em hơn. Em có được nghệ sĩ ưu tú hay là nghệ sĩ nhân dân gì chưa? Em thì đủ hết, nhưng mà chưa được xét tại vì chưa đủ tuổi nghề. Bắt đầu từ hồi ra trường đến khi mình giảng dạy vẫn chưa đủ cái năm thâm niên em. Nhưng mà em có được quy sau. Em có được quy chương không? Em đủ huy chương rồi. Em được quy chương, anh hy vọng rằng lần sau em sẽ được vinh danh là nghệ sĩ ưu tú. Ngoài cái bản năng đờn ra, em còn có một cái thần thái biểu diễn sân khấu mà nhiều nhạc sĩ không có điều đó. Khi mà người ta đờn hay, phối hay và người ta dàn dựng trên sân khấu, họ chỉ biết dàn dựng thôi, còn biểu diễn thì họ làm không được. Nhưng em được cái biểu diễn, anh muốn là chương trình kỳ tài tranh đấu này không phải em tranh đấu và em đấu với là các bạn thí sinh này đâu, mà em đại diện cho Việt Nam để đấu với thế giới luôn. Khi nước ngoài họ xem cái chương trình này, họ sẽ nổi da gà và họ sẽ nghĩ rằng âm nhạc Việt Nam là tuyệt đỉnh. Xin chúc mừng anh. Với sự dự đoán của anh Văn Sâm thì nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long chính là niềm kỳ vọng của anh. Để hy vọng rằng số điểm của anh Long sẽ dành cho anh cao nhất. Nhưng kết quả thật đáng tiếc, số điểm cao nhất không phải thuộc về nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, mà là số điểm cao nhất thuộc về cả ba vị giám khảo chúng tôi. Một trường hợp đặc biệt đã được diễn ra nên bắt buộc chúng ta phải chọn những lá thăm may mắn. Em không thích trò này đối với anh Sâm, em không thích. Không anh sao đâu, anh nói lòng. Bây giờ anh nói là nếu em bốc thăm trúng anh, điều đó là điều tất nhiên, em được giải thưởng 2 triệu. Nhưng nếu em bốc trúng Thư như là Kiều Oanh, thì Kiều Oanh và Nam Thư mỗi người sẽ đưa em 2 triệu. Đây, trên tay của Bộ Cun có 3 lá thăm. Xin mời anh chọn cho mình một lá thăm. Xin chân thành cảm ơn ba vị giám khảo đều dành một cái tình cảm rất là nồng nhiệt đến Sâm, và như thế cũng là một cái động lực nữa để vòng sau hoặc là sau này Sâm sẽ phải phấn đấu hơn nữa. Cảm ơn.
Kết quả cuối cùng sự lựa chọn của anh Văn Sâm là ai đây nào? Dạ, Nam Thư ạ. Nam Thư. Như vậy là vẫn chưa trùng khớp với duyên trời. Tại vì Sâm nghĩ là được ba vị giám khảo để yêu quý thì... Cảm ơn anh ạ, các bạn đã đến với chương trình. Rất là... Đúng rồi. Vâng ạ, đều... Là anh Long đưa 6 triệu đó, anh đừng lo. Họ có chung thư với kiểu anh là được 6 triệu. Nếu như anh có 2 triệu và đổi lấy một cái ôm của Nam Thư thì anh sẽ chọn cái ôm cho anh không lấy 2 triệu. Yeah, quá khéo luôn anh Long ơi. Xin cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Chúc mừng anh Văn Sâm. Và kính thưa quý vị, rõ ràng là không cần đến những dòng nhạc điện tử sôi động thì mới có thể truyền năng lượng và truyền lửa cho tất cả mọi người. Âm nhạc dân tộc của chúng ta cũng chính là niềm tự hào để truyền cảm hứng và phát huy được sở trường của mình. Hãy đến với nhạc cụ dân tộc quý vị nhé. Và đặc biệt là kỳ tài tranh đấu.